Xin giới thiệu với bà con, giới thiệu với 500 anh em, đây là một tổ gà. Tổ gà này được ấp dưới khách sạn nghìn sao, nằm trong một chậu cây cảnh trị giá hàng tỷ đồng. Tổ gà ở dưới chân núi Ba Vì, không gian thoáng mát. Đấy, sau khi máy quay vào thì tổ gà, con gà mái mẹ đã động và nó bắt đầu chuẩn bị nhảy ra. Lại gần một tí nữa thì mọi người có thể nhìn thấy những quả trứng xinh xắn nằm trong tổ gà giữa không gian bao la của đất trời núi Ba Vì. Mọi người có nhìn thấy phía xa xa kia là núi Ba Vì. Nơi thờ Đức Thánh Tản. Núi Ba Vì hôm nay là mây mờ quá nên là không nhìn thấy. Quay lại tổ gà mái mẻ, mái ấp. Thường thì khi gà đi ấp thì mào nó sẽ thâm, nhưng mà con gà này mới đẻ xong mới vào ấp cho nên là mào nó vẫn còn tươi. 500 anh em hãy nghe tiếng gà hót. Cộc tác, gà đang cộc tác. Nó báo hiệu là có động, có người lạ đến. Đó. Đây, một tổ trứng. Xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 quả trứng. 9 quả trứng gà rất xinh. Một tổ gà tuyệt vời luôn. Tổ gà được làm ở dưới gốc cây lan đất. Hoa lan là giống hoa đẹp và bền. Xin cảm ơn.